Xin chào các bạn, Hoàng vừa mới đàn cái cây CLP 775 đây. Thì hiện thời series 700 là model mới nhất hiện tại của hãng Yamaha, hiện tại họ đang bán mới đó. Thì 700, series 700 á, thì có CLP 725, 735, 745 ở chính giữa và thuộc hàng rất là cao cấp, đó là 775. Và còn một cây nữa cao hơn đó là cây 785 ha. Cây 775 này khi mua mới thì cũng còn khoảng độ 80 triệu một cây. Thì còn cái cây này khoảng độ 100 lẻ mấy, gần 110 triệu một cây. Đó. Thì cái cây này là thuộc hàng cao cấp gần nhất của hãng Yamaha. Vì thế tiếng đàn và mọi điều kiện của nó rất là vượt trội so với những cái cây 72, 73, 74 ha các bạn ha. Rồi sẵn đây Hoàng có một cây CLV 745 ở cái bên này để cho các bạn có thể đối chiếu ha. Thì 7 735 là đã hay rồi, 745 thì đương nhiên hay hơn 735 đó. Rồi Sơn quay xuống chút xíu để cho các bạn nhìn thấy được cái cây 745. Rồi 745 này á, thì Hoàng đã làm 2-3 clip cho nó rồi, 2-3 clip cho nó rồi, nhưng mà 775 thì chưa ha. Đó, 745 là rất là đã nha các bạn ha. Ai mà cần là cái cây này đã dư xài luôn rồi đó. Hết tuy nhiên là Hoàng sẽ giới thiệu cho các bạn đây, cây 775 nó cao cấp hơn và về mặt ngoại hình thì nó cũng cao hơn là cây 745 các bạn ha. Cao hơn. Rồi. Năm ngoái năm kia Hoàng đã làm cho các bạn là cây CLP model trước của nó là CLP 675. Thì 675 đã nó thật là rất là đã, và nhiều người sau khi mua, sau khi coi clip của Hoàng đã biết đến cái sản phẩm đó và mua rất nhiều nha. Rất là nhiều, Hoàng giao được rất nhiều cái cây đó, và đó là những cái lựa chọn khá là sáng suốt cho những người mua cây đó. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mua mới thì rất là đắt, mua đã qua sử dụng những cái cây cao cấp như vậy bao giờ nó mới hư, nó rất là đã. Ok, rồi quay trở lại với cây CLP 775 trước mặt mình đây. Nói về kích thước trước đi, kích thước của nó ha, bề ngang của nó gần 1,5 m, bề cao từ dưới đất lên cỡ 1 m, bề sâu cỡ nửa mét. Ha. Nếu mình cộng mình ngồi nữa thì mình cứ chừa ra cỡ mét đi, cỡ mét nữa là có ghế ngồi luôn ha các bạn. Về trọng lượng thì cái cây này khá nặng, 71 kg lận, 71 kg là khá nặng đó. Rồi cái cây này nó to hơn cái cây kia là vì vì một cái điều, nó chứa cái loa lớn hơn. Đó. Ở đây nó có loa trên này, loa nó nằm ở khu vực này và loa ở dưới gầm này nữa, là mỗi bên có 3 loa, hai bên cộng lại là có 6 loa đó, cho thành ra là loa mà loa của cái này nó nhiều và nó chi tiết đó. Đánh cái này rất là sướng so với lại cái model tiền nhiệm của nó đi, CLP 675. 675 á là 210 quá, 775 nó đã nâng cấp lên thành là 284 quá, thì 284 quá đó. Nãy giờ Hoàng cứ nhấn mạnh bởi vì cái công suất nó lớn, nó sẽ cho mình phần bát, phần chung, phần chép nó rất là chi tiết ha. Rồi ok, giới thiệu các bạn thêm một cái tính năng nữa mà những cái đàn thấp cấp không có, cái chỗ này không có cái nút nào phải không. Rồi touch screen đó các bạn, nó touch đó, touch. Hiện thời Hoàng đang connect với cái điện thoại cho nên nó không có hiển thị ở trên cái màn hình này cho mình thấy. Rồi touch screen ha, mà Hoàng giới thiệu sơ sơ. Đây là các nút điều hướng. Đó, đây là vào và setting, rồi các thứ đơn giản thôi. Hai cái tiếng quan trọng nhất họ đính vào, họ kèm vào cái đàn này, họ chép vào cái đàn này là CFX Grand và bộ Sandover. Đó, cái đây là bộ Sandover Imperial. Đó là cái tên chính chính của nó là vậy. Rồi mình điều chỉnh voice là tiếng á, là đây. Mình điều chỉnh rồi cũng có voice đó mà mình muốn duo hoặc split, tức là mình cộng thêm tiếng, và mình split là mình chia bàn phím ra bên tay trái là mình đánh bass đó, là chỗ này. Tiếp theo piano room, đây là cái môi trường ha. Ví dụ môi trường đánh trong nhà thờ, môi trường đánh trong sân khấu, môi trường đánh trong lớp học hay gì đó là cái môi trường ha. Demo song đó là những cái bài hát. Tiếp theo là cái phần ghi âm, cái tiếp theo là cái phần play, là play cái ghi âm hoặc play cái song, dễ hiểu không? Metronome, cái này cũng khá là căn bản thế nhưng mà cũng khá là cần thiết, nên là cây đàn nào cũng cần có cái metronome để mà mình tập hát. Rhythm
có 20 freedom. Hoàng để cái list trên cái màn hình cho các bạn xem, có 20 freedom cần thiết để khi mà mình chơi nhạc hoặc mình tập nhạc đó. Không phải đàn nào cũng có nhé, không phải đàn nào cũng có cái tính năng freedom này đâu. Rồi tiếp theo, tempo là điều chỉnh tốc độ cho metronome và rhythm. Đó, dễ không? Rồi, thế ta điều chỉnh ở đây quá dễ ha, quá thuận lợi. Thế nhưng mà muốn trực quan sinh động hơn, Hoàng giới thiệu là chúng ta sẽ có thể connect với cái điện thoại hoặc cái iPad thông qua cái app của công công ty Yamaha, đó là Smart Pianist đấy. Thì khi mà connect á, thì ta có thể điều khiển đây là piano room, là voice và song, đúng không? Rồi thế bây giờ nè, điều khiển voice này, voice ở đây Hoàng ạ. Đầu tiên là nó sẽ ra cái tính chính của nó là CFX Grand, và click vô đó nó ra cái thư mục gồm có piano và các sound khác, các bạn thấy không? Đó, ví dụ muốn tiện chỉnh tiếng guitar, nylon guitar nè. Đó, mình sẽ tỉnh chỉnh chỉnh tiếng nylon guitar. Tiếng nylon guitar và steel guitar đây chẳng hạn. Vibraphone nó nằm đây. Rồi mình thôi mình quay ra đằng trước đây. Đó, tiếng thì bây giờ mình sẽ vô cái họ của piano trước nhé. Rồi bây giờ Hoàng sẽ chỉnh cái tiếng grand piano và cũng đàn cho các bạn nghe thử một câu để mô phỏng cái tiếng piano này nha. Đó là tiếng grand piano của là tiếng CFX. Mình tìm hiểu về cái bàn phím của cây đàn này nha. Cây đàn này đã được trang bị cái hệ phím mới nhất, đó là hệ phím Grand Touch. Thì ở bên dưới các bạn xem này, đây là cái phần này là phần gỗ này, này là cái phần cái phím đàn đó, và cái phần action cái là các đòn bẩy của nó. Thì Grand Touch nó chia làm hai loại, ở bên dưới là S và bên trên là Grand Touch không có S ha. Thì S nó sẽ ngắn hơn là cái Grand Touch không có S, thì đương nhiên cái phần dài hơn này nó sẽ đánh hay hơn, thích hơn là cái Grand Touch S. Các bạn xem cái hình này thì các bạn thấy là cây CLV725 này đã trang bị cái Grand Touch mà có chữ S. À, 3 năm cũng thế, 4 năm cũng thế là có chữ S. Còn riêng cái 775 và 785 thì là Grand Touch không có S, tức là cái bàn phím nó sẽ dài hơn. À, và nó có nói kỹ hơn một chút về cái Grand Touch là nó có cái sự tịnh tiến này, linear là tịnh tiến này, linear graded hammer là cái búa, nó có phân cấp ra, phân cấp là phân cấp cái gì, phân cấp cái độ nặng nhẹ ha. Nó mô phỏng cái cây cây piano cơ thật á, thì bên tay trái nó sẽ nặng hơn là các phím bên tay phải, và nó tịnh tiến á, tức là chỗ này nặng nhất này, xong rồi từ 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 đi về đây là nhẹ nhất đó. Cái sự tịnh tiến là như thế ha các bạn. Thì cây đàn điện mà nó giả lập được tới cái mức độ đó thì coi như là nó đánh y chang cái cảm giác của cây piano cơ rồi các bạn. Và các bạn nhìn cái hình này các bạn cũng sẽ thấy được cái phân bổ loa nè, bên dưới ở bên này và ở bên trên nữa, thì mỗi bên là ba loa, hai bên cộng lại là 6 loa, cho nên cây này nó chi tiết âm thanh rất là tốt. Cái công suất của nó là mình đã kể đó là 284W thì rất là khủng ha các bạn ha. Rồi mình chuyển chỉnh qua tiếng Bose Subwoofer Imperial này. Đó, Hoàng thử ra. Tiếng này nó ấm ấm hơn các bạn, nó ấm hơn, nó có vẻ khô khô cứng cứng. Đó,
khô khô cứng cứng. Tiếng này cũng cũng là những cái tiếng rất là nổi tiếng đó các bạn. Thử đàn một cái bài gì đó ha. Rồi mình thử những cái tiếng khác thử xem, cái tiếng bright để cho nó sáng lên coi. Tiếng này hay quá ha. Coi còn tiếng nào khác không? Này là tiếng tiếng đục nè. Thôi Hoàng thích ánh sáng thôi, thích ánh sáng thôi. Rồi trong cái nhà piano thì là vậy, coi mình qua cái tiếng của piano điện xem có cái tiếng gì hay không. Thử những cái tiếng đầu tiên coi này nha. Cái này là state piano, DX piano coi. Còn vintage cái này, những cái này là đánh mấy cái nhạc funky ấy, là hay shop, và cái này chắc là nó tươi hơn. Hợp không các bạn. Còn cái phrase này là nó pa nó chạy 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 chạy. Rồi cái tiếng tremolo, cái tremolo là tiếng rung thôi. Rồi bây giờ mình chờ thêm cái tính năng đó là layer nhé. Bây giờ Hoàng chỉnh lại tiếng piano này, ví dụ Hoàng đánh tiếng piano trên không á mà Hoàng nghe nó mỏng quá, nó mỏng quá, Hoàng thích có một cái tiếng lót thì Hoàng nhấn cái phần layer là nó sẽ cộng thêm, mình có thể lại gần là sao layer, thì cái layer đó mình sẽ chọn trong cái tiếng string này đi, Hoàng sẽ chọn là slow chord hay là slow string đi. Đó các bạn, layer là cái phần lót nhé, cái phần kèm theo. Ok. Rồi, bây giờ after sound đó là cái phần string đúng không các bạn? Rồi bây giờ Hoàng thử đàn một bài này mà Hoàng sử dụng cái đó coi. Đầu tiên Hoàng tắt
layer đây nha. Đầu tiên đánh tiếng mộc không nè. Bây giờ còn cho cái laser vô nè. Là cái hiệu quả của cái phần laser để cho mình đánh những cái phần điệp khúc, những cái cần gì mà mình dày, có khi cần dày, có khi cần mỏng các bạn ha. Đó rồi, cây đàn này là cây CLP 775, nó thuộc cái phân khúc rất là cao đó, rất là cao, khi mua mới nó khá là đắt, cho nên là các bạn mua mới thì hoàn bán mới nguyên thùng. Nếu mà các bạn muốn mua qua sử dụng thì vẫn có nha các bạn. Thì cái cây này cụ thể ha, cái cây này là sản xuất năm 2021. Mà bây giờ 2023 thì thật ra mới có 2 năm à. Nên là những cây này rất là mới ha, chất lượng rất là tốt. Đó. Thành ra là các bạn mua những cái cây này các bạn có thể tiết kiệm được đâu đó mấy chục triệu đó. Ha. Rồi, các bạn mà cần đàn, bất kỳ cái đàn gì, các bạn cứ đến để trải nghiệm bên showroom của Hoàng, rồi bên Hoàng sẽ có người tư vấn cho các bạn để các bạn đưa ra được cái lựa chọn phù hợp nhất cho gia đình mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào các bạn.